Thưa quý vị, đọc sách là một thói quen hữu ích, đặc biệt là đối với học sinh, bởi thông qua việc đọc sách giúp cho các em lĩnh hội được các giá trị văn hóa xã hội, góp phần hình thành và phát triển trí tuệ, nhân cách từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Trường Trung học cơ sở thị trấn Bến Lức đã xây dựng và duy trì thói quen đọc sách cho học sinh với thư viện trường đạt chuẩn có gần 5.000 bản sách các loại. Ngoài các tiết đọc theo thời khóa biểu, thư viện trường luôn mở cửa để học sinh có thể tới đây tìm đọc những cuốn sách yêu thích. Đây là thư viện đầu tiên trong huyện thực hiện mục lục điện tử thay cho truyền thống, đảm bảo 35% vốn tài nguyên thông tin của thư viện là học liệu điện tử. Đọc sách giúp cho bản thân con có thêm kiến thức, trau dồi thêm kiến thức. Con thích đọc sách về văn học đời sống, văn chương, giúp cho bản thân con có thể học giỏi môn văn và có thể giao tiếp với mọi người xung quanh tốt hơn. Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, khơi dậy tình yêu sách cho học sinh. Đặc biệt, hàng năm, trường đều tổ chức ngày hội đọc sách với nhiều nội dung phong phú, thu hút học sinh tham gia. Về việc đọc sách thì con đã rất là thích từ nhỏ, tại vì nó không chỉ là giúp cho con hiểu hơn về đời sống mà còn giúp cho con tìm được một thế giới mới riêng cho mình nữa. Việc đọc sách sẽ giúp cho mình bồi dưỡng được những cái kiến thức, những cái kỹ năng mới và đồng thời giúp cho mình là tích hợp vào trong cái bài giảng nhằm giúp cho các em hứng thú hơn cũng như là bài giảng của mình trở nên sinh động và sôi nổi hơn. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc phát triển văn hóa đọc giúp các em học sinh hình thành thói quen đọc sách, tạo nền tảng quan trọng cho việc tự học, học tập suốt đời của mỗi người và còn góp phần xây dựng xã hội học tập.